Vào năm 1993, mọi người đều muốn Pablo Escobar chết. Chính phủ Mỹ, các băng đảng đối địch, cơ quan chức năng Colombia và một nhóm dân thường đã mất người thân trong tay của ông trùm này. Ai trong số họ cũng muốn ông ta biến mất, nhưng có một vấn đề lớn mà không ai biết Pablo Escobar đang ở đâu. Ông trùm ma túy khét tiếng đã tìm cách giữ bí mật vị trí của mình một cách hoàn hảo và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng, một sai lầm ngớ ngẩn đã khiến ông ta mất mạng và cho đến ngày hôm nay, mọi người vẫn tự hỏi là vua cocaine đã suy nghĩ gì trong 24 giờ cuối đời. Trong video này, Mật Mã Đen Trắng sẽ cố gắng phác họa lại ngày cuối cùng trong đời của Pablo Escobar dựa trên lời khai của cảnh sát và lời khai của gia đình và những thông tin trên phương tiện truyền thông. Hôm đó là ngày 2 tháng 12 năm 1993, trên nóc của một căn nhà trong buổi chiều nóng bức ở Medellin, bức ảnh biểu tượng này đã được chụp. Người đã nằm xuống chính là Pablo Escobar. Nhưng chỉ 24 giờ trước đó, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường. Đó là một ngày đặc biệt đối với ông vua cocaine. Pablo Escobar đang tổ chức sinh nhật của mình, nhưng không phải theo cách ông đã từng làm nhiều lần trong 16 năm trước đó. Khi ông còn được coi như một ông trùm ma túy với quyền lực trong tay, hoặc trong 43 năm trước đó của cuộc đời, Pablo Escobar đã sống vô cùng tự do. Vậy tại sao giờ đây ông ta lại phải trải qua một ngày kỷ niệm trong cô độc và lạc lõng đến như vậy? Chúng ta sẽ điểm qua một chút giai đoạn từ năm 1983 đến 1991. Khi ấy, Pablo Escobar đã bắt đầu lẩn trốn tránh trong một thời gian dài. Ông trùm này đã kịch liệt chống đối chính phủ Colombia, phản đối mọi nỗ lực dẫn độ sang Hoa Kỳ của họ. Khi ấy, Escobar đã sát hại hàng ngàn dân thường, ra lệnh hành quyết khoảng 250 cảnh sát ở Medellin và tước đoạt mạng sống của hai chính trị gia nổi tiếng ở Colombia. Không những thế, ông ta còn bắt cóc con gái của một cựu tổng thống và làm nổ một máy bay dân sự vào năm 1989 sau khi Escobar cho rằng có một chính trị gia chống đối mình đang đi trên máy bay này. Nguyên tắc duy nhất của Escobar với quan chức chính phủ luôn là nhận hối lộ hoặc bị tấn công. Và chính vì những hành động liều lĩnh này, chính phủ Colombia buộc phải thỏa thuận với ông trùm này. Họ đã đưa ra một sự thỏa hiệp rằng Escobar sẽ không bị dẫn độ ra nước ngoài nếu ông ta đồng ý đầu thú và chịu án tù tại Colombia. Tuy nhiên, Escobar được phép xây dựng nhà tù của riêng mình. Vậy là ông trùm này đã tự xây dựng nhà tù của riêng mình, tên là La Catedral. Hay nói đúng hơn là một biệt thự nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi như spa, sân thể thao, hộp đêm, song bạc và xả thú. Chưa dừng lại ở đó, Escobar cũng có rất nhiều khách tới thăm, chủ yếu là phụ nữ và những khách mời quan trọng đã từng tới đây có cả huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Tuy nhiên, thời gian của Escobar ở La Catedral đã bị rút ngắn sau khi ông hành quyết hai tay sai của mình một cách lạnh lùng, ngay trên nền đất của nhà tù và ngay trước mặt các quan chức cấp cao Colombia, những người đang được giao nhiệm vụ bảo vệ ông. Tất nhiên, cả thế giới phẫn nộ với hành động này và chính phủ Colombia đã tiến hành dẫn độ Escobar sang Hoa Kỳ. Nhưng Escobar đã kịp trốn thoát, với ông đã trở thành một tội phạm bị truy nã thêm một lần nữa. Trong suốt 16 tháng tiếp theo, Escobar đã chuyển giữa vô số những căn cứ bí mật mà ông ta sở hữu trên khắp Colombia. Đây chính là những căn cứ đã được bảo vệ gia đình ông, trong khi ông ta ở nhà tù La Catedral. Và bây giờ Escobar đang ở đây trong những giờ cuối cùng, tổ chức sinh nhật một mình, không có bữa tiệc tráng lệ nào và cũng không có các thành viên trong gia đình. Lúc này, các thành viên trong gia đình của Escobar đang bị giam cầm. Chính vì thế trong vài giờ trước khi bị sát hại, Escobar đã cố gắng liên lạc với họ và đây là một chi tiết quan trọng của câu chuyện. Như các bạn thấy, vào thời điểm đó gia đình của Escobar được cho là đã bị chính phủ giam giữ và điều này có nghĩa là cuộc gọi của họ đang được theo dõi. Nhưng tại sao các thành viên trong gia đình lại ở trong tay của chính phủ mà lại không ở cùng Escobar? Điều này liên quan đến vô số những kẻ thù mà Escobar đã tạo ra trong suốt sự nghiệp khủng khiếp của mình. Một mặt, Escobar không chỉ phải đối mặt với sự truy đuổi của chính phủ Colombia từ biệt đội C-Block do FBI Mỹ đào tạo. Mặt khác, còn có một đội quân khác nguy hiểm hơn, đó chính là Los Pepis. Đây là một nhóm bán quân sự tập hợp những kẻ thù của Pablo Escobar. Họ được tài trợ bởi các băng đảng đối thủ với quyết tâm xóa sổ Escobar, gia đình, đàn em và di sản của ông khỏi bề mặt của trái đất. Chính vì thế, trong những lúc ông trùm ma túy này đang ẩn náu, những kẻ thù này đang truy lùng đến gia đình của Escobar và họ buộc phải lánh nạn. Trong khi đó, Escobar đang trốn khỏi La Catedral và chính phủ Colombia đã không sẵn sàng bảo vệ gia đình của ông nếu như Escobar không đầu thú trước pháp luật.
Vì vậy, gia đình của Escobar đã chọn Đức làm nơi ẩn náu của mình. Tuy nhiên, Đức đã từ chối tiếp nhận họ. Chính sự việc này đã gây ra sốc cho Escobar. Ông trùm này vẫn đang bàng hoàng. Ngay trước sau khi 24 giờ cuối cùng của mình, Escobar đã sai một người nào đó, có lẽ là Lyman, đến một đài phát thanh ở Medellin để đưa tới một đoạn băng ghi âm. Trong đó ông ta khiển trách đất nước châu Âu một cách thậm tệ. Ông ta nói rằng, những gì tôi đã từng làm là không liên quan đến gia đình của tôi. Tôi chỉ muốn đưa họ tới một tương lai tốt hơn. Và trong đoạn băng ghi âm này, Escobar đã nhắc đến một người đó là cha của Carlos Linder tại Đức, người đã làm việc cùng ông khi thành lập Medellin Cartel. Cuối cùng, gia đình của Escobar đã lọt vào tay chính phủ Colombia, những người đã chọn sử dụng họ như một con mồi để tìm ra ông trùm ma túy đang đầy bí ẩn này. Chính vì biến cố đó đã khiến Escobar trở nên vô cùng lo lắng. Một quả bom thời gian đang đe dọa gia đình của ông. Họ đang không có sự an toàn và thực tế, đó là lỗi của Escobar. Sau đó vào ngày 2 tháng 12 năm 1993, Escobar đã thức dậy và được bà cô của mình, người yêu thương Escobar vô điều kiện, đã nấu cho ông một bữa ăn với mì spaghetti. Sau đó, Escobar đã nhấc điện thoại lên và gọi cho gia đình của chính mình. Và đó là tất cả những gì mà nhiều người đang chờ đợi. C-Block từ chính phủ Colombia đã nghe được cuộc gọi điện thoại từ ông và bắt đầu xác định chính xác vị trí của Escobar. Từ khi thành lập vào năm 1986, C-Block đã trở thành cơn ác mộng của Escobar. Ban đầu, C-Block được tạo ra để trở thành một tổ chức không thể tham nhũng của chính phủ. Nó có nhiệm vụ truy bắt Pablo Escobar do đại tá Hugo Martinez lãnh đạo. Nó bao gồm 200 người Colombia, không phải là người địa phương của Medellin và không quen biết nhau cũng như không cùng thành phố. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với đại tá Martinez, bởi vì Pablo thực tế là một ông chủ của một thành phố Medellin. Trong 15 ngày đầu tiên của nhiệm vụ, C-Block đã gặp khá nhiều khó khăn. Khi Escobar đã sát hại 30 trong số 200 người lính thuộc đội của đại tá Martinez. Sau đó Escobar đã cố gắng hối lộ đại tá này, nhưng ông ta đã thẳng thừng từ chối điều đó. Sau đó Escobar đã đe dọa gia đình của đại tá Martinez. Trong cuộc đối đầu này, đại tá Martinez đã khởi xướng một cuộc chiến quy mô rất lớn chống lại vị vua cocaine của Colombia và của toàn thế giới. Trong suốt những năm trước đó, lực lượng của Martinez đã thành công trong việc cô lập Escobar bằng cách phá hủy băng đảng ma túy Medellin của ông và tiến hành giám sát 24/7 đối với các cuộc gọi qua mạng vô tuyến của ông trùm. Trong những năm qua, Escobar đã phải gồng mình chống lại C-Block và Los Pepis. Trên thực tế thì chính Los Pepis chính là lý do Escobar muốn gia đình của mình tới Đức, bởi vì thủ đoạn và phương pháp của các chiến binh là rất tàn nhẫn. Họ được tài trợ bởi các băng đảng Cali, một đồng minh trước đây của băng đảng Medellin do Escobar đứng đầu. Nhưng hiện tại, hai băng đảng này đã trở nên là những kẻ đối đầu. Băng đảng Cali đã công khai đề xuất tiền thưởng thông tin về Pablo và các đồng phạm chủ chốt của ông, đồng thời bắt đầu đưa ra những lời đe dọa đối với gia đình của Escobar. Băng đảng Cali đã tham gia phá hủy hai căn cứ thuộc chủ sở hữu của bà Hermira Gaviria, mẹ của Escobar, ném bom vào nhiều đàn em thân cận của ông. Đỉnh điểm là khung cảnh hỗn loạn này của Los Pepi đã không khai nói rằng: "Chúng tôi sẽ treo cổ Escobar và các chiến binh của chúng tôi đang khiến băng đảng của ông ta phải khốn khổ." Lúc này, C-Block của Martinez có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với Escobar. Nhưng hiện tại chính Los Pepis đang mang lại cái chết đến với cửa nhà của ông trùm này. Mọi thứ đã sẵn sàng, Escobar đã trở thành một tên tội phạm lẩn trốn không có nơi dung thân. Vì toàn bộ tài sản của ông đã bị tịch thu, gia đình của Escobar đã bị chính phủ giám sát 24/7. Như đã nói trước đó, Escobar đã gọi cho gia đình của mình và C-Block đang cố gắng xác định vị trí qua tín hiệu điện thoại để chấm dứt thời kỳ khủng bố của tên ác quỷ này một lần và mãi mãi. Đó là những phút cuối cùng của ông trùm ma túy quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, và đó sẽ là cuộc đối đầu mãn nhãn. Trên đồi đỏ, chúng ta có thể thấy Escobar liên lạc với con trai qua điện thoại, và trên đồi xanh, chúng ta có người lãnh đạo của C-Block và Hugo Martinez đang liên lạc với con trai của mình, người được giao nhiệm vụ tìm kiếm vị trí của Escobar. Đó là một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Escobar đã biết đó là một sai lầm. Ông đã ngay lập tức di chuyển, nhưng con trai của Martinez đã tìm thấy Escobar trước tiên. Một cái bóng của người đã vụt qua. Mọi người sẽ không thể nhận ra Escobar, một con người sạch sẽ với bộ nhiệm mép mà mọi người sợ hãi trong suốt những năm qua. C-Block không mất nhiều thời gian để tìm kiếm khu phố nơi mà Escobar đang ẩn náu.
Đến lúc 2 giờ 57 phút chiều, chỉ vài giây sau khi Escobar gọi điện, họ đã đến nơi ông ta đang ở. Trên thực tế, Escobar vẫn đang nghe điện thoại khi ông ta nhận ra rằng tòa nhà đã bị bao vây. Mọi người đều đã được trang bị đầy đủ vũ khí bởi vì họ đang chuẩn bị cho một cuộc đấu súng dữ dội với cấp dưới của ông trùm ma túy. Tuy nhiên, họ đã nhìn thấy một người vệ sĩ của Escobar là El Lyman, người đã bỏ rơi ông chủ của mình và chạy ra khỏi tòa nhà. Lúc này Escobar đang tìm hướng leo lên mái nhà với mục tiêu tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng C-Block đã nhanh chóng tấn công tòa nhà và phá cửa trước bằng chất nổ. Còn Escobar đã mở màn bằng những phát súng đầu tiên, sau đó chạy lên mái nhà để cố gắng trốn đến một con phố nhỏ phía sau nhà. Nhưng ông ta đã không bao giờ thực hiện được điều đó. Trong một góc khuất trên mái nhà, Escobar đã bắn vào các thành viên của C-Block và cảnh sát Colombia. Sau đó C-Block đã đáp trả bằng cách bắn trả Escobar và ông ta đã ngã xuống đất. Theo phiên bản chính thức, một thành viên không nêu tên của C-Block đã tiếp cận Pablo và tung ra một đòn chí mạng cho ông trùm này. Vậy là chỉ trong 24 giờ trước đó, ông đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 44 của mình. Nhưng bây giờ Escobar đã chết. Tuy nhiên, vẫn còn một phiên bản khác của sự việc đã được con trai Escobar viết trong cuốn sách về cha của mình và khẳng định rằng cái chết của ông là một hành động tự sát. Bằng chứng thuyết phục nhất mà Sebastian Marroquin, con trai của Escobar, đã đưa ra rằng anh chính là người mà cha đã từng nói chuyện trong những khoảnh khắc trước khi ông ta qua đời. Theo lời kể của Sebastian, cha của mình đã nhận thức rõ rằng điện thoại của họ đang bị nghe lén bởi CIA và chính quyền Colombia. Anh cũng nói rằng ông ấy đã nói lặp đi lặp lại trong quá khứ với tôi là hãy tránh sử dụng điện thoại. Vào ngày hôm đó, Sebastian còn nói rằng tôi đã từ chối cuộc điện thoại đó 7 lần do nguy cơ xảy ra sự cố là rất rõ ràng, nhưng ông ấy vẫn khăng khăng muốn nói chuyện với tôi. Còn có một manh mối khác mà Sebastian đã đưa ra là Escobar đã từng dạy cho anh ta cách tự sát nếu như họ bị bắt giữ. Ông đã nói với con trai của mình rằng hãy bắn vào tay phải, đó là cách kết thúc một cách nhẹ nhàng nhất. Ngoài ra, còn có một chi tiết khác khiến nhiều người đã tin rằng Escobar đã tự kết thúc cuộc đời của chính mình. Đó là ông ấy đã lựa chọn ngày để gọi điện cho gia đình của mình. Vào ngay ngày sinh nhật lần thứ 44 của mình, có lẽ Escobar đã cảm thấy mệt mỏi và muốn đầu hàng với sự đánh đổi là gia đình của mình được bảo vệ và bình yên. Cho tới ngày nay vẫn có nhiều tranh cãi nổi lên về việc Escobar đã thực sự bị tiêu diệt hay ông ta đã tự sát. Nhưng có lẽ điều đó là không còn là quá quan trọng. Quan trọng là thế giới đất nước Colombia đã trở nên bình yên hơn một chút. Còn về các thành viên trong gia đình của Escobar, họ đã đến Argentina bằng thị thực nghỉ mát, cuối cùng định cư và trở thành công dân lưu vong tại đây. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cái chết của ông trùm khét tiếng nhất thế giới cũng như Colombia. Các bạn nghĩ sao về sự ra đi của ông trùm này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video này nhé. Mật mã đen trắng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video hay tiếp theo.